trong túi sách của chị em có em này hàng ngày không nhỉ? Đây chính là tuýp kem chống nắng của Naturebook, người bạn không thể thiếu trong túi sách của em Ngọc Anh. Chống nắng được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Chỉ số chống nắng SPF 50 và PA 3+ sẽ bảo vệ da hoàn hảo cho chị em hàng ngày. Dùng kem chống nắng, chị em nhớ làm theo các bước sau để phát huy hiệu quả của kem chống nắng nhé. Đầu tiên lấy một lượng vừa đủ phù hợp với khuôn mặt của mình, sau đó chấm đều lên các điểm của khuôn mặt. Sau đó sẽ vỗ nhẹ hoặc dàn đều nhẹ nhàng lên mặt của mình như sau. Wow, rất tuyệt vời! Kem chống nắng như một lớp nền nên tông trắng sáng nhẹ nhàng cho khuôn mặt của mình. Tiếp tục vỗ nhẹ và massage nhẹ nhàng cho kem chống nắng tệp vào da. Là có lớp bảo vệ hoàn hảo cho chị em hàng ngày rồi. Kem chống nắng hàng ngày là giải pháp bảo vệ tối ưu cho làn da đó.